Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức bóng đá. Mời các bạn luôn theo dõi tin hay nhất, nhanh nhất và chính xác nhất của chúng tôi. Sau đây là những bản tin. Huấn luyện viên Kiatisak nói gì trước ngày tranh tài tại AFC Champions League? Mới đây, huấn luyện viên Kiatisak đã có những chia sẻ với truyền thông về mục tiêu của đội bóng phố núi trong lần thứ hai tham dự đấu trường cấp câu lạc bộ danh giá nhất châu Á. Trước ngày 12 tháng 4, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị tham dự vòng bảng AFC Champions League 2022. Ngay khi có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất, huấn luyện viên Kiatisak đã có những chia sẻ với truyền thông về mục tiêu của đội bóng phố núi trong lần thứ hai tham dự đấu trường cấp câu lạc bộ danh giá nhất châu Á. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để cống hiến cho khán giả những trận đấu hay. Tôi mong khán giả thành phố Hồ Chí Minh sẽ cổ vũ cho Hoàng Anh Gia Lai vì Hoàng Anh Gia Lai không chỉ đại diện cho Gia Lai mà cả bóng đá Việt Nam. Chúng ta không thể so sánh V-League và Champions League vì hai đấu trường khác nhau. Phong độ của Hoàng Anh Gia Lai ở V-League không ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho giải đấu của châu lục. Sau khi đến sân bay, Hoàng Anh Gia Lai Kiatisak đã được lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19. Sau đó, toàn đội Hoàng Anh Gia Lai được đưa về khách sạn Park Royal. Theo kế hoạch, đội bóng phố núi sẽ có buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho AFC Champions League tại thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 16 giờ chiều ngày 13 tháng 4 trên sân quân khu 7. Mới đây, đội bóng phố núi cũng đã công bố giá vé vào sân theo dõi các trận đấu của câu lạc bộ tại giải đấu số 1 châu Á. Cụ thể, khu vực khán đài A1, A2, A3 có mức giá cao nhất là 200.000 đồng. Mức B bao gồm khán đài A4, A5 và B có giá 100.000 đồng. Mức vé còn lại và cũng là thấp nhất có giá 50.000 dành cho hai khu vực khán đài C và D. Sẽ có 12.000 vé bán ra mỗi trận đấu tại bảng H của AFC Champions League 2022, trong khi sức chứa tối đa của sân vận động Thống Nhất là 15.000 người. Trung bảng với những đội bóng mạnh như Robert Moto, Yokohama Marinos hay Sydney FC, cơ hội đi tiếp của Hoàng Anh Gia Lai được nhận định là rất khó khăn. Vì thế đây sẽ là thử thách cực đại với thầy trò huấn luyện viên Kiatisak ở mùa giải này. Trận đấu đầu tiên của Hoàng Anh Gia Lai sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 4 với đại diện của Nhật Bản Yokohama F. Marinos. Hoàng Anh Gia Lai sẵn sàng thử sức ở AFC Champions League từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 tại sân vận động Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ đua tranh cùng các đại diện của Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia trong khuôn khổ bảng H thuộc AFC Champions League 2022. Để chuẩn bị tốt nhất cho đấu trường lớn nhất châu Á cấp câu lạc bộ, Công Vượng và các đồng đội đã nỗ lực tập luyện đều đặn những ngày qua tại Hàm Rồng. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tập luyện hướng đến AFC Champions League. Trước đó, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã chấp thuận cho bảng H AFC Champions League có sự góp mặt của đại diện Việt Nam là câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ diễn ra trên sân vận động Thống Nhất. Các trận đấu được tổ chức từ ngày 16 tháng 4 theo thể thức lượt đi lượt về. Bên cạnh chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai, các đội bóng góp mặt tại bảng H đều là những đại diện hùng mạnh tại đấu trường châu lục, đó là Yokohama F Marinos Nhật Bản, Chambers Hyundai Motor SC Hàn Quốc, Sydney SC Australia. Nhằm kịp chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới, hai câu lạc bộ gồm Chambers Hyundai và Yokohama F Marinos đã hạ cánh sớm tại sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 12 tháng 4. Trong khi đó, câu lạc bộ Sydney SC cũng sẽ có mặt vào chiều ngày 13 tháng 4. Đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai đã bay từ Pleiku, Gia Lai xuống thành phố Hồ Chí Minh vào trưa 12:04. Các đội bóng được bố trí ăn ở và tập luyện theo lịch trình được thống nhất từ trước với ban tổ chức. Bên cạnh sự xuất hiện của các đội bóng, các quan chức và trọng tài cũng có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 và ngày 13 tháng 4. Để điều hành công tác tổ chức của bảng H, AFC đã cử tới Việt Nam 12 quan chức, cán bộ chuyên môn, 17 trọng tài, trong đó có 7 trọng tài chính, 10 trợ lý trọng tài để cầm cân nảy mực cho các trận đấu với mật độ cao. Đặc biệt, trọng tài chính Alali Ahmad người Kuwait, người điều khiển trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia tại vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á cũng góp mặt. Trận đấu đầu tiên của bảng H sẽ diễn ra giữa Hoàng Anh Gia Lai và Yokohama F Marinos vào lúc 18 giờ ngày 16 tháng 4. Với việc được thi đấu trên sân nhà cùng thời tiết thuận lợi tại thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Anh Gia Lai hứa hẹn sẽ tạo nên một màn trình diễn ấn tượng như phát biểu của huấn luyện viên trưởng Kiatisak. Được tham dự đấu trường này là cơ hội tốt cho các cầu thủ. Đối đầu với các đối thủ mạnh cũng có thể giúp Hoàng Anh Gia Lai kiểm chứng được trình độ. Hoàng Anh Gia Lai từng có cơ hội thi đấu ở AFC Champions League từ năm 2004 đến 2005. Đã rất lâu rồi chúng tôi mới trở lại sân chơi này. Tôi nghĩ Bầu Đức cũng sẽ rất vui khi thấy Hoàng Anh Gia Lai trở lại đấu trường hàng đầu châu Á cấp câu lạc bộ. Các cầu thủ của chúng tôi cũng rất hạnh phúc vì giấc mơ của họ đã thành hiện thực. Chúng tôi muốn thi đấu hết mình ở AFC Champions League, không chỉ cho người hâm mộ mà còn cho bóng đá Việt Nam. Chia sẻ cảm xúc khi chuẩn bị tham dự đấu trường châu Á, Công Phượng cho hay đây là đấu trường lớn nhất châu Á cấp độ câu lạc bộ. Đây cũng là lần đầu tôi được tham dự nên toàn đội sẽ cố gắng đạt được thành tích tốt nhất, trau dồi kỹ năng cũng như kinh nghiệm ở đấu trường AFC, để người hâm mộ trên khắp cả nước có thể xem trực tiếp Công Phượng cùng các đồng đội thi đấu ở sân chơi này. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức công bố các mức giá vé bán ra khi họ tiếp đón các đối thủ hàng đầu châu Á trên sân Thống Nhất.
Theo đó, với 200.000 đồng người hâm mộ sẽ sở hữu các tấm vé ở các khán đài A1, A2 và A3, khán đài B và A4, A5 là 100.000 đồng. Riêng khán đài C và D có mức giá khá nhẹ là 50.000 đồng cho một vé. Theo như thông báo của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, vé xem đội nhà thi đấu tại AFC Champions League 2022 sẽ được mở bán từ ngày 14 tháng 4. Tại cổng A1 sân thống nhất ở 2 khung giờ, buổi sáng từ 8:30 đến 12 giờ, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ đến 18 giờ. Các yêu cầu về y tế đối với khán giả khi vào sân đang được ban tổ chức tra soát lại và sẽ có thông báo sớm nhất đến với người hâm mộ. Hoàng Anh Gia Lai tham dự AFC Champions League 2022, lịch sử có sang trang. Hoàng Anh Gia Lai sẽ chơi với tất cả những gì có thể tại đấu trường AFC Champions League, dẫu những ánh mắt hoài nghi đang bủa vây. Tuy nhiên, những tuyên bố mới nhất của đội bóng phố đuối đã dấy lên những niềm tin họ sẽ làm được một điều gì đó trước các đội bóng hàng đầu châu Á, đằng sau những bộ cánh lịch lãm. Trưa qua, ngày 12 tháng 4, Hoàng Anh Gia Lai đã có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho các trận đấu AFC Champions League 2022. Thầy trò huấn luyện viên KRT sắp xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh như những tài tử điện ảnh với những bộ vest được thiết kế riêng, cộng thêm những chiếc túi da rất sang chảnh. Đã từ lâu lắm rồi, người ta mới lại được thấy một đội bóng của Việt Nam xuất hiện chỉnh chu đến thế và gần như điều đó đã mang đến hiệu ứng truyền thông ngay tức thì. Mọi thứ thật đẹp nhưng sẽ tuyệt vời nếu như tới đây, Hoàng Anh Gia Lai sẽ được mặc lại bộ vest ấy để lên đường tham dự vòng 2. Một hành trình đầy thách thức đang chờ Hoàng Anh Gia Lai phía trước khi mà họ chơi vào bảng H với sự có mặt của những đội bóng hàng đầu như Yokohama F, Marinos Nhật Bản, Zurich Quinemoto Hàn Quốc và Sydney FC Australia. Có lẽ đang không có nhiều người đặt cửa Hoàng Anh Gia Lai sẽ vượt qua vòng đấu này. Và cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Phong độ của đội bóng phố đuối gần đây thật sự quan ngại. Ở V-League, họ vẫn chưa biết đến hương vị chiến thắng. Ngay cả mặt trận cúp quốc gia, Công Phượng và các đồng đội phải vòng lưng mới có thể vượt qua HL Hà Tĩnh trên chấm phạt đền ở vòng 1/8. Chiến thắng ấy được xem là một sự giải tỏa nhẹ về mặt tinh thần, còn về lối chơi, về sự phong độ của từng cầu thủ trên sân, thật khó để nói rằng Hoàng Anh Gia Lai đã chơi tốt. Sau 17 năm chờ đợi, Hoàng Anh Gia Lai cuối cùng mới được trở lại với đấu trường AFC Champions League. Ở những lần tham dự gần nhất, 2004 và 2005, khi KRT Sachsenamon vẫn là cầu thủ, Hoàng Anh Gia Lai đều bị loại ở vòng bảng. Đội bóng phố đuối sẽ mở ra một trang mới nếu vượt qua vòng bảng. Đấy thực sự là một điệp vụ chông gai với Hoàng Anh Gia Lai vào lúc này. Bản thân KRT Sach cũng hiểu rằng AFC Champions League là sân chơi ở một đẳng cấp rất khác và các cầu thủ của ông phải chiến đấu 200% sức mạnh mới có thể hy vọng. Chúng tôi biết các đối thủ đều rất mạnh nhưng chúng tôi muốn các cầu thủ học hỏi làm thế nào để trở thành cầu thủ giỏi nhất và đội bóng mạnh nhất. Chúng tôi cố gắng thi đấu không chỉ vì cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai mà còn là người hâm mộ Việt Nam. Trong bóng đá thì không biết trước được điều gì. Chúng tôi sẽ nỗ lực vượt qua vòng bảng để vào giai đoạn 2. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhà cầm quân người Thái Lan chia sẻ. Như đã nói, không có nhiều niềm tin đặt vào cửa đi tiếp cho Hoàng Anh Gia Lai nếu nhìn vào những màn trình diễn gần đây. Đôi khi, chính cái sự mất niềm tin ấy lại mang đến sự thoải mái cho các học trò của huấn luyện viên KRT Sach. Thêm một điểm tựa với Hoàng Anh Gia Lai, họ được thi đấu trên thống nhất nên chẳng khác gì sân nhà. Và cũng chính sân khấu này luôn mang đến những cái duyên cho Công Phượng và các đồng đội. Vì vậy, trong những nguy cơ, Hoàng Anh Gia Lai vẫn có những cơ hội để làm nên điều gì đó đặc biệt. Vé xem các trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai rất mềm. BTC đã công bố giá vé vào xem các cuộc so tài đỉnh cao ở bảng H AFC Champions League 2022. Theo đó, với 200.000 đồng người hâm mộ sẽ sở hữu các tấm vé ở các khán đài A1, A2 và A3, khán đài B và A4, A5 là 100.000 đồng. Riêng khán đài C và D có mức giá là 50.000 đồng cho một vé. Huấn luyện viên Robert Quinemoto FC đặt mục tiêu giành cả 6 trận thắng. Trả lời báo chí ngay khi đặt chân đến thành phố Hồ Chí Minh tham dự AFC Champions League 2022, huấn luyện viên Robert Quinemoto FC Kim Sang-sik đặt mục tiêu giành cả 6 trận thắng. Tối muộn ngày 12 tháng 4, câu lạc bộ Robert Quinemoto FC đã đến thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị tham dự các trận đấu ở bảng H trong khuôn khổ AFC Champions League 2022. Trong chuyến đi này, đội bóng của Hàn Quốc mới đưa sang 23 cầu thủ trong số 36 thành viên của đoàn. Được biết, số lực lượng còn lại chưa thể góp mặt do phải cách ly vì dương tính với COVID-19. Họ chỉ đến thành phố Hồ Chí Minh khi đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Robert Quinemoto FC là đội bóng 9 lần vô địch và cũng là đương kim vô địch của CA. Lee Ju, đại biểu ưu tú của bóng đá Hàn Quốc, từng 2 lần vô địch AFC Champions League nên được đánh giá là một trong những ứng cử viên vô địch cho giải lần này. Với truyền thống vốn có nên, huấn luyện viên Kim Sang-sik đặt mục tiêu rất cao cho các học trò ở vòng đấu bảng. Trả lời báo chí khi đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất, ông Kim Sang-sik khẳng định mục tiêu của thầy cho ông là giành cả 6 trận thắng ở vòng bảng. Mục tiêu của chúng tôi ở giải quốc nội là vô địch. Lee Ju còn ở AFC Champions League, trước tiên là phải vượt qua vòng đấu bảng. Đích nhắm của chúng tôi là giành chiến thắng cả 6 trận, dù chỉ cần thắng 4 trận là đã có thể giành quyền đi tiếp. Nhưng trước mắt, chúng tôi tính từng trận đấu một, ông Kim Sang-sik khẳng định. Nói về Hoàng Anh Gia Lai, ông thầy người Hàn Quốc đánh giá cao những lợi thế về sân nhà mà thầy trò ông KRT Sach có được.
Rất nhiều người nghĩ Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng có nhiều lợi thế nhất vì thi đấu ở trên sân nhà nên rất quen thuộc. Nhưng rất khó nói trước bất cứ điều gì khi tất cả các đội đều mạnh. Vấn đề chúng tôi quan tâm nhất là mật độ thi đấu dày đặc khi phải chơi 3 ngày một trận trong lúc phải đá 6 trận. Vấn đề thích nghi với điều kiện thời tiết, thức ăn và nhiều yếu tố khác cũng rất quan trọng, thuyền trưởng của đội bóng Hàn Quốc chia sẻ thêm. Theo kế hoạch, Robert Hyundai-Moto sẽ có buổi tập tại sân Phú Thọ vào lúc 10 giờ 30 phút sáng nay, ngày 13 tháng 4. Tuy nhiên, do đến muộn nên không thể có kết quả xét nghiệm RT-PCR trong buổi sáng nên đội bóng của Hàn Quốc đã hủy buổi tập này. Tuyển nữ Việt Nam bất ngờ thắng ngược Hàn Quốc. Trong trận đấu giao hữu thứ hai ở chuyến tập huấn Hàn Quốc, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại đội tuyển nữ Hàn Quốc 3-2. Khác hẳn trận đầu thua 0-3, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã thi đấu lột xác để giành chiến thắng thuyết phục sau 90 phút kịch tính. Đội hình xuất phát của tuyển nữ Việt Nam. Ở trận đấu này, huấn luyện viên Mai Đức Chung có một vài điều chỉnh về nhân sự đội hình ra sân. Trong khi thủ môn Kim Thanh tiếp tục được giữ ở khung thành trên hàng thủ, hai chị em Phương Thảo, Thu Thảo đều được sắp xếp vào thi đấu sớm cùng với Trương Thị Kiều và Trần Thị Thu. Ở tuyến giữa, Trần Thị Thùy Trang và Thái Thị Thảo tiếp tục giành được sự yên tâm giao phó của ban huấn luyện. Huỳnh Như và Hải Yến đá cặp với sự bọc lót của các tiền vệ Tuyết Dung và Thanh Nhã. Ngay đầu hiệp 1, do vẫn còn lúng túng và bắt nhịp trận đấu chưa được tốt, khung thành của thủ môn Kim Thanh rung lên trước sau pha phối hợp ghi bàn của đội chủ nhà. Nhưng cũng chỉ ít phút sau đó, Huỳnh Như cùng các đồng đội nhanh chóng sốc lại đội hình. Với sự am hiểu đối phương, đội Việt Nam bất ngờ có bàn thắng sang bằng tỷ số. Đó là tình huống Thái Thị Thảo đối diện khung thành, tung cú sút căng đẹp mắt trước sự lúng túng phán đoán đội hướng sai của thủ môn đội tuyển nữ Hàn Quốc. Huấn luyện viên Mai Đức Chung dặn dò các học trò ở thời gian nghỉ giữa hiệp. Vào hiệp 2, đội nữ Việt Nam có một vài sự điều chỉnh về con người khi lần lượt Dương Thị Vân vào thay Thùy Trang, Lương Thị Thu Thương thay Trần Thị Thu và Ngân Thị Vạn Sự thay Thanh Nhã. Các cầu thủ Việt Nam chơi bóng tự tin và có phần khởi sắc trong hiệp đấu này với hai bàn thắng được đánh giá đẹp mắt lần lượt được ghi do công của Huỳnh Như và Phạm Hải Yến. Bàn thắng thứ hai xuất phát từ tình huống Vạn Sự đi bóng tốc độ tạt vào từ góc phải để Huỳnh Như đặt lòng chính xác. Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho đội tuyển nữ Việt Nam cũng xuất phát từ tình huống Huỳnh Như tạt bóng ra biên rồi đệm vào để Hải Yến đánh đầu đẹp mắt. Khi trận đấu trôi về những phút cuối, đội chủ nhà Hàn Quốc cũng chỉ kịp ghi được thêm một bàn thắng, thu hẹp khoảng cách tỷ số 2-3. Nhận xét về các học trò, huấn luyện viên Mai Đức Chung tỏ ra hài lòng và cho biết các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu rất hay trong trận đấu ngày hôm nay. Mặc dù hiệp 1 còn tỏ ra thiếu tự tin và hơi chệch choạc, nhưng những gì các cầu thủ thể hiện trong hiệp 2 từ phối hợp đến các tình huống ghi bàn đều khiến tôi hài lòng. Theo kế hoạch hôm nay, ngày 13 tháng 4, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chuyển địa điểm chỗ ở để tiếp tục thi đấu giao hữu. Kế hoạch của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng có sự điều chỉnh khi chỉ có thêm 2 trận nữa trong thời gian tập huấn tại Hàn Quốc. Đội tuyển nữ Việt Nam thắng sốc trước Hàn Quốc. Trong trận giao hữu vừa kết thúc vào chiều nay, ngày 12 tháng 4, đội tuyển nữ Việt Nam đã bất ngờ giành chiến thắng 3-2 trước chủ nhà Hàn Quốc vốn mạnh hơn rất nhiều. Trận này, tuyển nữ Hàn Quốc có nhiều thay đổi so với chiến thắng 3-0 cách đây 3 ngày, nhưng họ vẫn vượt trội đội bóng Đông Nam Á. Thế trận lấn lướt được tuyển nữ Hàn Quốc cụ thể hóa bằng bàn thắng sớm. Và tưởng như họ sẽ lại có thêm một trận thắng đậm đà nữa sau 7 trận toàn thắng Việt Nam thì sau đó không lâu, Hàn Quốc bất ngờ nhận bàn thua. Các cầu thủ nữ Việt Nam có bàn gỡ nhờ Thái Thị Thảo với cú sút căng chính diện khung thành. Đây mới là bàn thắng đầu tiên của các cô gái Việt Nam vào lưới Hàn Quốc trong lịch sử đối đầu. Thế trận chủ động tiếp tục thuộc về Hàn Quốc, nhưng sự kiên cường của các cô gái áo trắng khiến Hàn Quốc chỉ có thể chuyền bóng qua lại thay vì áp sát cầu môn. Bởi vậy, đội tuyển Việt Nam duy trì tỷ số hòa 1-1 đến hết hiệp 1. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Mai Đức Chung đưa vào nhiều cái tên mang đến đột biến cao, đặc biệt là cầu thủ giàu khả năng càng nước là Ngân Thị Vạn Sự, và thay đổi của ông đã mang đến thành quả. Đội tuyển Việt Nam liên tiếp có 2 bàn thắng do công của bộ đôi trên hàng công là thủ quân Huỳnh Như và trung phong Hải Yến. Trong bàn thắng thứ 3, Hải Yến đã tận dụng sự thiếu tập trung của hàng thủ đối phương để đánh đầu ghi bàn. Đây cũng là cú sốc khiến các cô gái xứ Kim Chi bối rối. Họ tấn công dồn dập trong thời gian sau đó. Các cầu thủ tấn công tốt nhất của đội bóng này cũng góp mặt, nhưng những gì họ có thể làm được chỉ là pha gỡ lại 2-3 vào cuối trận. Chung cuộc, Hàn Quốc bất ngờ thất bại 2-3 trước các cô gái Việt Nam. Đây là những bàn thắng và trận thắng đầu tiên của tuyển nữ Việt Nam trước Hàn Quốc kể từ 2010 đến nay. Trong 12 năm qua, chúng ta đều thua trong 7 lần gặp gỡ và nhận ít nhất 3 bàn thua mỗi trận. Dù chỉ là giao hữu nhưng đây vẫn có thể coi là chiến thắng lịch sử cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Và nó càng giúp các cô gái Việt Nam thêm tự tin trên hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng tại SEA Games.